đúng à, xuất sắc đúng. Ô mình lại ít con nào đi rồi. Từ từ thôi, ai anh có cái con khỉ từ chờ nó yeah. Chờ nó anh còn vừa chứ tại sao ba luôn á có rồi có ba luôn rồi vượt cái gì chưa chưa vượt nhưng mà không không vượt của em được một phát mười không thôi thì mình nghỉ ngơi luôn em hết thử không khí trong ngành nữa nào. Chưa? Thế thì một kinh đến đâu nhỉ? Mình đi một bên nó làm mặt với mình. Mình phải tìm rồi.
Hello, xin chào các bạn nhé. Các bạn tiếp tục đến với cuộc live stream buổi chiều ngày nay cùng với mình. Các bạn buổi chiều vui vẻ. Các bạn nhớ xem và ủng hộ mình nhé. Các bạn nhé.
Thì cái em nhìn thấy đâu? Cô cao cả. Tiền cơm quá dễ hơn không lùn hả? Anh thấy rồi à? Anh cũng biết mà, em biết mà. Là em đi đường nào? Bảo đi.
nhốt nhầm này không nhỉ? Con nào việc phải trách ạ? Ừ. Ừ. Trách kiểu gì nhanh nhỉ? Trách kiểu đấy nhanh không? À, trách kiểu gì nhanh? Đấy, lúc mèo vào. Tôi mèo vào đây cho anh. Bay đi chấm vui được không ạ? Buổi chiều xong lại lên buổi sáng. Thì thường giờ chiều bán được giờ sáng mà đúng không? Tiếp xong người ta vẫn được làm, người ta vẫn làm đấy. Làm một thời gian mình lại có, đúng không ạ? Nhập lại chán nản gì người kia còn thấy gần không? Cũng ok là sao?
Dài hả? Già chưa hay trẻ hay là đang sinh viên? À đâu, là full time của sinh viên chồng con hết rồi, mỗi mình thanh niên. Ngày đầu tiên đi làm có nói chuyện được nhiều với mọi người không? Alo. Mưa nãy em về mưa không? Thì anh hỏi bảo nãy em về có mưa không? Anh đang lại đi Nha Trang. Ngủ à? Lại bắt đầu.
7 tháng 6 trên máy viết lên tạm một vội thế
xoa lên trời qua mọi rồi. Anh ơi, anh nghĩ chúng ta đừng dừng lại ở đây thôi. Thì tuyệt vời không đuổi được đâu. Ôi. Mặt quá rồi. Nam ơi, 6 giờ rồi anh ơi.
lên 600 xong ở phát Lào. Toàn ôn thôi. Bắt đầu khoảng thời gian thẻ hồi rồi. Sáng 600, chiều 600, tối à đâu sáng 300, chiều 300, tối 300, 900 hợp lý đúng không em nào? Đấy là lý thuyết từ này nhìn khác mãi không thể mới đọc được. Tôi thì khỏe tôi thẻ có tiền rồi đi. Băng 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 không để ai lên nữa rồi. Đi đẩy tạ đây, đi đẩy tạ đây.
chưa tâm rồi. Còn anh ngủ đi chơi liền. Có lẽ anh ngủ nhà không? Anh đưa em, anh đến được một tuần đi. Anh đến được một tuần chưa? Sắp tới thì mày chỉ còn mày với anh đang ngủ nhà thôi đấy. Anh ơi, sao anh lại bỏ em như này?
lâu ngủ ăn tức không thể on luôn. Mỏi chân à? Thế sao em bảo không được ngồi? Đi là làm thì không được ngồi. Lau dọc. Sao lại xem trình diễn thế chẳng? Cái quản lý chả đi ngủ à? Làm hàng là làm gì? Làm một thời gian nữa xong hỏi mấy người cũ xem lương trung bình mỗi tháng bao nhiêu. Chắc toàn những người làm lâu ở đấy rồi. Nhà nấu nấu cơm đợi Vân à? Thầy nó dặn đấy. Đấy thì đi mua ở đâu nhỉ?
lại đi làm rồi, một mình em ở phòng. Làm từ giờ đến 10 giờ là được 4 tiếng rồi. Em bảo không phải hôm nay em bảo bố ấy gửi đồ à? Làm chiều thứ hai, chủ nhật làm chiều khách đông. Tắm rửa đi xong rồi nằm nghỉ. Mua gì? Ăn sớm đi xong tối lại đói. Hôm qua anh gọi thì vào không mưa.
Đói dậy đi mua đồ ăn đi. Không, một tí nữa tối lại lười. Thank you.
Em soi xung quanh nhìn không? Nhìn cũng sạch sẽ phết nhỉ.
Ôi, đúng rồi, 700 mấy rồi, bắt chân đúng.
Thank you.
không cỡ 1-1-2-5-6 đây.
Hello các bạn, sau đây mình sẽ tắt like. Hẹn gặp lại các bạn vào những lần like tiếp theo. Sống cai vậy chứ. Lấy đâu ra, có bán được đâu. Mình ngồi nước đi ăn mà. Úi trời, bảy lít rồi, để ít dễ rồi. Mình ngồi bấm điện thoại. Bắn con này, thẻ này. Em đo xem. Rồi con mèo sống lại ấy. Vãi trường được con thẻ bắn mãi nó cũng chết, bắn cái chết mà chạy qua anh vài tay của anh không bắn được. Rồi con mèo xuống ra. Mà từng đấy thẻ có được một hơn 100. Trời ơi.